Hello anh em, chào anh em, bây giờ lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 2, tuần 2 từ khi mà ra mắt cái con Hidan quỷ ứng rồi ha anh em. Rồi, đến hẹn lại lên anh em ơi, chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục xả cái cuộn chiêu mộ đặc biệt để em up con Hidan quỷ ứng lên E5 anh em ha. Thì không biết là có lên E5 nổi ở trong cái tuần này hay là không, thì vẫn ráng cố gắng anh em ơi. Không E5 được thì ráng cố gắng chơi E4 thôi, sao giờ anh em. Có ông còn lên cả tiên thuật được các thứ nữa, trời ơi, mạnh mẽ quá anh em ơi, ghê quá thật sự. Rồi ok, không sao cả, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận quà thư được cái thứ ngày hôm qua đến giờ để thử coi là được bao nhiêu tài nguyên thêm nha anh em. Đây trời ơi, đây anh em nhìn vậy thôi chứ cũng nhiều lắm á nha anh em. Cuộn đặc biệt được thêm 60 cuộn nữa nè, thêm một chút Rio nè, rồi giấy thách đấu 7000 mấy. À cái này là đi đánh mấy cái tổ chức với nhau anh em, đợt này chắc thắng nè. À 111 cuộn kêu một cao cấp nữa anh em. Để coi cái đua top đợt này coi anh em quay như thế nào rồi. À xin được một lần được top 1, ok được top 1 đi. Đáng cố gắng được top 2 anh em nhờ. Chà top 2 dạo này căng quá anh em ơi. Tối thiểu là phải được 2500 anh em, 2500 mới được top 2 ha. Chiến này chắc là đua top đi anh em ha, đua top cái cuộn chiêu mộ đại gia đi. Rồi không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào quay cái cuộn đặc biệt anh em ha. 800 nhét để mà quay cái con Hidan quỷ ấn đợt này. Rồi, cái số cuộn của mình hiện giờ đang là 7.235, mình sẽ quay 800 nhét thì nó sẽ rớt xuống còn 6.400 nha em, 6.435. Ok. Quất thôi, phát ít 10 đầu tiên. Hy vọng là ra nhiều một tí anh em ha, còn để đỡ cái tiền nạp với lại chưa kể là mình phải lên được tiên thuật đồ các thứ để mà còn ý à. Than như vậy nó mới ra đó anh em ơi, than như vậy nó mới ra được. Mới có 20 cái vé đầu thôi mà ra được một vé rồi, tuyệt vời anh em. Trời ơi, ra càng nhiều càng tốt để mà mình còn lên tiên thuật đồ đi đu top với lại anh em nữa, đánh nhau cho nó vui anh em. Và cũng như là cái con Hidan đợt này á thì đang có giải đấu anh em, nên là các bạn top tá điền rồi các thứ anh em, nông dân thì không nói ha, mấy bạn top được rồi chứ lại mấy bạn tá điền cái gì nữa. Ngon. Được anh em, nó ra nữa rồi nè, tuyệt vời. Được cứ vậy mà tới đi anh ơi, em thích. Các bạn top đồ đang là nạp để chạy đua vũ trang cái con Hidan này để mà đánh giải nè, đang đánh giải. Mình thì nhiều anh em hỏi là ủa tại sao anh không có chơi đánh cái giải đấu được này, thì thật sự ra mình bận lắm anh em, bận lắm nên là không có thời gian đánh nè, rồi xếp team rồi các thứ á. Đó nên là mấy cái giải đó thì mình không có tham gia ha anh em, nhưng mà mình vẫn quan sát để coi là anh em đánh đấm như thế nào. Nhưng mà muốn tham gia thì chúng ta phải có cái đội hình mạnh anh em, cụ thể là con Hidan mát tiên thuật. Hidan mát tiên thuật thì anh em cũng xác định được bao nhiêu copy rồi ha anh em. Chà, Jiraiya có trong chi nã nha anh em, đợt này có chi nã rồi cũng ngon nè. Temari, Zugo, đó được hai con rồi đó anh em, không biết là cái con thứ ba này nó có xuất hiện sớm hay là không đây. Hay da, hai con liên tục cũng ngon các bọn em ha. Nãy giờ mới có Uminato nè. Nãy giờ mới có rồi là chưa được 100 nữa nè. Ơ quay đường 100 mấy rồi, chắc 100 mấy rồi đấy. Ok, kiếm con thứ ba nha anh em. Hai con rồi đấy anh em, đếm cùng mình nha. Jiraiya nữa nè, rồi xong chi nã đó anh em. Jiraiya với lại con Hidan thì phải là nó có trong chi nã đợt này ha, chúng ta có thêm được một ít quà nữa. Ino, Temari, à cha, đệ tứ, oh man. Tiếp. Trời, đệ tứ nữa nè. Thôi, được rồi. Ôi trời, cái what the hợi gì thế anh em coi nè. Pikachu làng lá. Nó cho liên tục luôn anh em. Ôi ôi, vậy con Hidan của tôi nằm ở đâu? Cần Hidan thôi, đừng có cho em Pikachu nữa nha. Trời, cho một lần hai con Pikachu là ngán lắm rồi anh em, ngán tới tận cổ luôn rồi đấy. Tính ra lúc mà chúng ta quay cái con Minato đó là cũng lâu lắm rồi anh em ạ. Nhưng mà em nó đến rồi đi như đúng là như một cơn gió luôn anh em ơi, đúng là tia chớp luôn á. Đi cái meta của nó tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh nữa anh em. Ok, tiếp tục nha anh em. Ôi không thấy nữa anh em ơi, kỳ vậy ta. Không thấy nữa rồi. Quay kiểu này giống y chang như là vứt cuộn qua cửa sổ anh em ơi. Cho em con Hidan nó đi ạ. Nãy giờ hai con đầu khá là trôi chảy, còn mấy con sau thì vẫn chưa thấy đâu. Nay quất 800 nha anh em, quất 800 luôn đi.
để chúng ta kết thúc cái đợt quay này sớm, để còn tính toán lấy cái hiện nhân Sima. Một là lấy ở bên cái Shuriken này anh em. Hai là đu top cái cuộn chiêu mộ đại ninh gia, nhưng mà mình nghiêng về cái cuộn chiêu mộ đại ninh gia hơn. Bởi vì cái Shuriken này chúng ta phải nạp chắc cũng phải 400-500 ngàn anh em, thì may ra chúng ta mới có được một cái số Shuriken nhất định. Chà, không thấy luôn ta. Trời ơi, hai bé tới sớm quá. Bé thứ ba là bé xi đen của mình lâu tới bé thứ ba quá anh em ơi. Chết rồi. Tiếp. Trời ơi, Minato nữa nè. Tiếp tục. Cho Minato suốt luôn đó nè. Minato thì nó không có trong phần chi nã ha, chỉ có Shiraiya Sanin thôi, nhưng mà mình cũng đã đạt được hai con rồi. Tính ra là chi nã bên hệ phong là xong luôn rồi đó anh em. Shiraiya nữa nè. Cho em bé xi đen đi ạ. Được rồi, vừa ra cái mùi giải một cái thôi là anh em xả cuộn đặc biệt quá trời luôn anh em. Tính ra nếu mà mình tham gia mùi giải thì ạc của mình thì vô lót đường. Vô chỉ yếu lót đường thôi, chứ đánh sao lại anh em trong đó. Anh em trong đó là đồ bảo vật, đồ xịn sò lắm, đánh không lại đâu. Vô thì chủ yếu cho vui thôi chứ. Ủa cơ mà nãy giờ sao không ra nữa ta. Ý, không được đâu, cho thêm đi ạ. Thôi xong rồi anh em ơi, này cũng màu đen nhưng mà nó kỳ lắm. Xi đen. Trời ơi, rồi xong rồi anh em. Từ cái con thứ hai nãy giờ, rồi lát. Từ cái con thứ hai nãy giờ là chưa thấy con thứ ba luôn anh em. Chưa thấy con thứ ba đâu cả. Ây da. Còn 300 mấy cuộn anh em ơi, quay 300 mấy thôi nha. Tiếp. Thôi xong tôi rồi. Ôi á, rồi thôi hiểu luôn anh em. Không ra là không ra luôn kìa, chuẩn bị đi ra huyết tế luôn kìa anh em. Chuyến này chắc không lên nổi E5 luôn rồi. Tưởng tình hình lúc đầu nó ok, ai có về. Ai mà có về tình hình nó như vậy. Rồi ra huyết tế, ra huyết tế với lại ghép tướng một xíu nha anh em. Rồi tiếp tục vô quay nha anh em. Trời ơi là trời, bé xi đen của tôi sao núp dữ vậy ta. Hay cha, ra hai con đầu cái nó ngậm luôn tới bây giờ luôn anh em ơi, rất là căng á nha. Tiếp tục. Cố lên, xi đen. Trời ơi á. Không ổn rồi mấy ông ơi, tình hình này không ổn rồi. Đừng có nói ba con giống hồi đợt nữa nha anh em, hồi đợt mình quay 800 ý, tính ra cả ngàn cuộn luôn anh em. 1040 cuộn mình nhớ là như vậy anh em, ra đúng 4 con anh em. 800 cuộn được 3 con, 1000 mấy cuộn được 4 con, lên được E2, trời ơi trời. Thôi mà, đừng có núp như vậy nữa mà. Hay cha. Không ổn rồi. Không ổn rồi mấy ông ơi, còn có 200 nữa thôi. Nhả một con nữa thôi cũng được, nhả một con nữa thôi cũng được. Rồi 800 cuộn anh em thấy quay nhanh ghê chưa anh em. Nhả một bé xi đen nữa đi. Thôi xong tôi rồi anh em ơi. Hidan. Oh my god, thiệt luôn kìa. Hidan. Trời ơi, Shiraiya hết hồn, tưởng ra Hidan thiệt chứ anh em. Ôi ôi, anh em thấy không anh em. Quay nói chung là cũng có cái số cả. Lúc đầu mình cứ tưởng là cái số mình hên rồi anh em. Quay nó ra liên tục rồi, ai mà có dè. Đây, một bé nữa. Ba bé rồi anh em ơi, ba bé rồi. Cố lên, cố lên. Tiếp tục đi. Đang có cái đà rồi đấy. Đang có cái đà ra Hidan rồi đấy anh em ơi. Ủa, Shiraiya. Trời ơi, đâu tự nhiên cái chọt vô giữa vậy. Ba bé Hidan rồi ha anh em, ba bé rồi. Tiếp tục. Cố lên, kiếm bé thứ tư nha. Bé thứ tư nữa là ở cái mức trung bình nha anh em. Là 800 cuộn là được 4 con đấy, ở mức trung bình. Không thấy luôn anh em ơi, tàn cái thằng quỷ này nó cũng đen nhưng mà kỳ lắm. Nhìn nó cũng hao hao giống anh em nhờ. Ây da. Tỷ lệ quay nó cũng hơi chua nha anh em, không phải đơn giản đâu nha. Trời ơi, chuẩn bị 800 rồi đó anh em ơi. Còn 30 lượt quay nữa ha, là coi như là 800 lượt rồi đấy.
cố lên, mấy lượt cuối này kiếm một mé nữa thôi là tuyệt vời nè. Tiếp tục. Ôi bé xi đen này chắc nhà phát hành kêu mày nạp đi quá anh em. Ok, phát ít 10 cuối cùng anh em là đúng 800 nhét rồi. Không. Trời ơi. Chua quá mấy ông ơi, ba con y chang như hồi đợt luôn em. Rồi, 800 nhét rồi ha anh em. Đây, đúng 800 nhét luôn. Rồi, kết quả thì mình được ba con Hidan thôi em ơi, ba con rồi thêm một thêm 4 con ở bên cái chiêu mộ đặc biệt này nữa là tổng cộng là được 7 con anh em ha. Hay chà, chua chát quá. Ok, được thêm 4 bé trong này, được thêm một ít xúc sắc bên này nữa nè anh em. Shuriken thì được 10k 80. À, và như là những cái phần quà khác. Canh canh nó ra cái đội viên SS hệ phong bên này mở ra thêm ha anh em, với lại ngẫu nhiên nữa nè. Cái này chắc đợi update hơi lâu một tí đấy. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào up Hidan lên tiếp nha anh em. Đang tính không có nạp, để tí hồi nữa nạp sau nè. Tí hồi nữa nạp sau, bây giờ ghép con Hidan vô lại nha. Ủa đâu vậy ta, ở đây. À, 4 bé thêm nha anh em. Rồi bây giờ up sao cho em nó thử coi lên được bao nhiêu nha anh em. Không biết, chắc E5 không nổi quá, tuần này lên không nổi E5 rồi anh em ơi. Đây, được 7 con nha anh em. 1, 2. Trời ơi, thiếu food 10 sao bách ta. Với lại mấy con food 6 sao nè, mấy không. Ok. Đây, 3 con nữa. Ủa, vậy là lên được E4 á. Lên được E4 rồi mấy ông ơi. Oh my god. Đợi tí nha, để mình kiếm thêm mấy con 6 sao nè. 6 sao này chắc mở rương đi. Rương 6 sao nhiều lắm anh em. Rương 6 sao, rương 9 sao á. Làm gì có rương 6 sao nhờ. Quên mất tiêu, lộn nha anh em. À, còn cái túi túi quà dầu cốc này mở luôn đi anh em. Suối dầu cốc nè. Chả được cái gì ngon cả anh em. Tàn ra cái gì đâu không à. Tiền xu nè. Rồi lên E4 luôn nha anh em. 5 con. Này 2 con food nữa là đủ nè. Rồi bây giờ mình thiếu đúng 4 copy để lên E5 nha anh em. Quá chua chát đi ạ. À. Trời ơi là trời. Ok, up thêm cái này luôn cho em nó luôn nè. Rồi up được một ít cái ở bên cái nhẫn thuật rồi ha anh em. Và cũng như là chỉnh ở bên cái phần thể thuật luôn rồi. Thì con này mát máu nha anh em. Nên cái lượng máu của em nó hiện giờ đang E4 của mình là 54 triệu. À ok nha. Vẫn đang xài cái Magin Go Sharingan. Đang cố gắng kiếm thêm cho em nó cái hiền nhân Sima nha anh em. Để cho em nó có được một cái lượng máu ok nhất. Rồi, thiếu 4 copy nữa anh em ơi. Chắc là tuần này ngưng tại đây anh em ơi. Qua tuần sau cày tiếp. Cứ từ từ thôi anh em. Những cái gói và cũng như là mấy cái cuộn nó vẫn còn đó. Nên là cứ cày tà tà nha. Không có tham gia những cái sự kiện anh em. Nên là không có cần phải gấp. À, đợt này chúng ta xả xúc sắc có thêm được một copy bên này nữa nha mấy ông. 500 điểm nè. Trời ơi, quá xịn sò luôn nha. Chuyện này xả xuất sắc thêm luôn nha anh em. Được một vòng ở bên này là có thêm được con Hidan nữa đấy. Nếu mà không đủ thì có thể xả thêm tài nguyên. Hoặc là chúng ta có thể nạp thêm anh em ơi. Nạp thêm để mà lấy xuất sắc ở bên này luôn. Được thêm một con nữa. Đây nè, mua 150 cục một cục xuất sắc hơi thốn một tí. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ra nạp một cái gói đại chiến những giả đi em ơi. Gói này thì tuần nào mình cũng nạp ấy. Đây, gói đại chiến những giả thường nè. Ok, lấy được thêm một bé Hidan nữa ha anh em. Là bây giờ mình thiếu có đây, bây giờ vô nhận quà luôn nè. Đây một bé Hidan nè, là bây giờ mình thiếu ba copy. Lấy bên cái xúc sắc nữa là mình thiếu tầm cỡ chừng 2 copy thôi. À, ráng cố gắng kiếm thêm 2 copy nữa nha anh em, nhưng mà để coi như thế nào đã. Nhiều khi tuần này là lên được E5 luôn đấy anh em, bởi vì quay xui quá anh em. Đáng lẽ ra đó, cái combo này là có thể lên được gọi là E5 luôn rồi anh em, nhưng mà anh em thấy không, cứ 800 cuộn chỉ có 3 con thôi. Trời ơi. Chán thực sự nè. Thôi mà thôi kệ nó đi anh em. Đây. À, lấy được thêm 2 bé rồi nha. Lại một ít quà ở bên cái chiều. À cái đánh đấu trường này mình cũng đã xong luôn rồi nha anh em. Cái đại chiến những giả mình cũng đã cày xong cái 1000 điểm luôn rồi. Đó, bây giờ chỉ nạp vô để lấy quà thôi. Rồi coi lại một ít cái ứng chú của cái con Hidan này đi nè. Hiện giờ thì mình đang thiếu cái ứng chú của con Hidan này quá ta. Đang thiếu mấy cái ứng chú làng cát đồ các thứ nè anh em. Bởi vì đang thiếu mấy cái mảnh vẽ ứng chú ấy. Mấy cái mảnh bên làng cát thì hết rồi. Làng cát với lại làng cỏ thì cũng đã xài hết rồi ha anh em. Đợi gói nào ngon ngon rồi nạp sau luôn. Rồi chưa kể con Hidan này nó cũng có thể vào ở trong cái cuộn ngẫu nhiên này nữa nè anh em. L1 ngẫu nhiên nè, với lại hệ phong ngẫu nhiên nè.
rồi thêm vài con ở bên cái phần thông thạo nữa, nên là ở trước mắt anh em kiếm con Hida này cũng đơn giản ha. Rồi sau đó nữa thì nó sẽ vào ở trong cái cuộn L1 ngẫu nhiên đó, nên là cứ tà tà mà cày thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi BKA anh em ơi, test cái con Hida này thử coi đánh đấm như thế nào luôn nha anh em. Chà, chiến này đánh nó hơi bị ngon đấy anh em ơi. Lên được 54 triệu máu rồi, lên E5 nữa thì em nó lên được chắc cũng 60 triệu máu đấy anh em. Cỡ này đánh đấm là ổn áp lắm rồi. Rồi mấy ông này lên E5 hết trơn rồi mà mình chưa lên E5 được nữa anh em. Trời ơi luôn á, ok không sao, bem nha anh em. Không sao cả, lên E5 rồi sau đó lên tiên thuật được các thứ nữa anh em. Rất là căng luôn đấy. Quỷ cá rồi, mới vô nó bị dính một cái quả chói luôn kìa anh em. À ngày hôm qua đến giờ đánh với lại ông cá này nhiều rồi anh em. Trời ơi, cho ra mình gãy rồi, oh no. Bên kia tính ra con quỷ cá nó phản kích đau thực sự luôn anh em nhờ. Phản kích rất là khó chịu. Ở bên kia Hidan E5 rồi nha anh em, nên là nhiều khi đánh không lại đấy. Ngon. Cho ra với lại con Ginkaku đang bị dính cái nguyền ấn anh em ơi. Đúng rồi nè, mình bây giờ mới bắt đầu được chơi game đây, cố lên anh ơi. Cứ tưởng em nó hẹo sớm, ôi nó xoáy chết con nè luôn kìa anh em. Ủa con quỷ cá này dạo này xoáy cái con Obito này chuẩn bài luôn anh em ơi. Nó xoáy Obito rất là đau luôn đấy. Trời ơi, đầu tư ấn đồ các thứ. Trời ơi, đau quá. Anh em để ý con cá nãy giờ nó đang đánh trúng cái con Na với lại con Obito mình không anh em, rất khó chịu. Gãy rồi, kèm này gãy nữa rồi. Ây cha, trời ơi, đánh kìa, Hidan E5 có khác luôn nha anh em. Rất là cháy luôn, tệ lắm, mình nói chứ cũng phải 70-80 triệu máu anh em. Con cá này nè, bắt đầu đầu tư ạt, ok rồi nè anh em. Để mình coi quan sát cái con Obito ngày hôm qua đến giờ anh em, mình để ý nó khá là dễ bị cái con quỷ cá này nó xoáy xích đau luôn anh em, rất khó chịu. Trước đó con Obito nó né rất là ghê luôn anh em, dạo gần đây mình thấy em nó né cùi lắm. Dễ bị hẹo nó, anh em dính một chiêu của bất kỳ con nào nó cũng hẹo hết trơn á. Trời chói kìa. Chói dữ dằn quá ta. Na nè, Na dạo này cũng dễ chết nữa nè anh em. Chỉ có con cá là mình thấy là nó khá là khó bị chết luôn ấy. Ủa hút mở kìa, ai cha đau quá. Đúng rồi, phản đam. Nãy giờ Obito mới được chơi game kìa anh em. Rồi hẹo con cá rồi. Trận này thì tỷ lệ win của mình chắc nó cũng đỡ hơn hồi nãy anh em hả? Đó, lúc này lúc kia thôi anh em, chứ đâu phải lúc nào cũng thua hoài đâu đúng không? Nhưng mà chưa đâu nha anh em, còn cái ải con Hidan nữa nha anh em. Còn nguyên một con Hidan bên kia nữa kìa. Ôi ôi, cái con quỷ Obito này dạo này nó hoạt một cái thôi, thấm đòn phản đam của team lắm nha anh em, đau lắm. Trời ơi, bên kia còn nguyên con cho ra luôn kìa. Đúng rồi, hai con Hida đánh nhau anh em ơi. Con nào hồi sinh nhiều thì con đó win thôi. Đừng hồi sinh nữa nha. Ê, win nha mấy ông. Trời ơi, Hida tôi cũng được lắm đấy nha. E4 nhưng mà đánh vẫn ổn áp nha. Chà, Obito tuy đam to thiệt anh em, nhưng mà nó dễ bị dính cái sết đao, dễ bị dính cái phản đam lại quá anh em ơi. Để ý cái con cá nó không, nó ít bị dính phản đam. Đây, ông này E5 luôn nè. Ông này cũng E5 luôn nè. Trời ơi, ghê quá. Ủa ông thích này mà Hidan mới có E2 à ta. Bữa giờ chắc không có xả tài nguyên đâu đúng không? À có nại hà nữa nè. Ồ E3. Ủa chơi đội hình gì kỳ vậy? Sao mà có ao rồi trong này nữa ta? Rồi ha, vô test thụ rồi cái thứ cho anh em xem ha. Bên mình đứa nào Hidan bị dính nè, ấn nè. Na cũng bị dính ấn luôn nè. Đầu tư mấy cái ứng chú cho con Obito quá, nhưng mà nó bóp. Từ khi ra con Hidan nó hơi bóp tim tí nha anh em. Đánh hơi đầu tí, phản đam tim hơi đầu tí. Chỉ có quỷ cá nó phản đam ít rồi anh em, nó phản kích lại đa, nó không có xin dê là mấy đâu. Con Obito mà hình như nó bị dính cái quyền ấn hay sao đó anh em ơi, nó chết nữa đây kìa. Trời ơi luôn á. Shrek. Chà, bên kia có con ao. À con ao bên kia là nó tăng giáp ảo cho tim nữa này. Ê cũng được đó nha. Ao tăng thêm giáp ảo cho team cũng hợp lý. Nhưng mà Hida bên kia E3 nha anh em, E3. Chắc chưa xả mấy cái cuộn anh em. Hồi sinh lên đi anh, đừng có ngồi đó nữa anh ơi. Đừng ngồi đó nữa, ủa nó ngồi thiệt luôn rồi kìa anh em. Quỷ Hida nó ngồi luôn rồi kìa. Ây chà, không sao, còn win. Phản đam, ui, phản đam chết con cho xa của mình luôn anh em. May mà còn cuộn nhất, không là mệt mỏi. Đó, từ khi ra con Hidan một cái thôi là mấy cái kèo này dễ bị lật lắm nha anh em, rất là dễ bị lật kèo luôn đấy.
Rồi leo thủ tiếp mấy ông ơi. À, chưa có. Để mình test cái con Hidan này leo thủ ở trong này luôn nha anh em. Nhiều pha nó gánh thủ rất là ghê luôn ấy. Để mình đi mát cái thủ đơn này đi đã rồi qua tính thủ đôi sau nha anh em. Thủ đôi là phải gỡ bớt ba cái tiên thuật đồ ra để mà build cho con Darui đồ nữa anh em. Darui đi tiên thuật này chị con đào tốt lắm. Anh em có thể build lại thử như thế nào nhưng mà tóc nó phải cao cao nha anh em. Darui tiên thuật tại nó phải tóc phải là tiên 3.1 để nó kích mát bên tóc lên nha. Ủa bên kia không có đứa nào dính quyền ấn hết vậy, trời dính cho mấy con tăng cờ không anh em ơi. Obito mình hẹo nữa rồi, oh my god. Cái thủ đôi á, dạo gần đây là nó sẽ cho thêm con đào rồi cho con na. Rồi hình như là mới đây là cho thêm cái con Hidan quỷ ấn vô nữa anh em. Má ơi, rất là khó luôn á đúng không. Anh em trong đó là đang rất là ngán ngẩm. Rồi Hidan tự đánh tự chết luôn kìa. Ui, hải này khó vậy. Ê, hải này khó nha mấy ông. Anh em tôi gãy chắc luôn rồi nè. Chết hết hai con trụ cột rồi. Ơi, trận này ngon á. Đánh lại nha. Đúng rồi, dồn đam mạnh mạnh vô. Thì ra nó phải đặt cái quyền ấn vô mấy cái con carry của địch. Ví dụ như đặt vô người con đào rồi mấy con khác nữa anh em. Chứ mà nó đặt vô đặt vô tàn mấy con tăng cơ không rồi làm sao mà nó phản đam được nhiều anh em. Nếu mà đánh mấy cái ải nào mà có đào ví dụ như là thủ đôi rồi đó thì anh em phải có con đà rui để trị nó anh em, đừng có phải tóc cao hơn con đào bên kia để đừng có để cho cái con đào nó nộ là coi như là anh em gãy chắc luôn anh em. Đào mà nó nộ được một cái thôi là nó bất tử tim rất là khó chịu ha. Đúng rồi, đặt quyền ấn vô người con đào là tuyệt vời rồi đấy, đừng có để cho nó nộ là ok nhất. Khó phản đam nha, nhưng mà bên kia có con cho ra trâu quá. Đợi con na mình nó lay đi anh em ơi. Ở tên 4, tên 5 đi nó nộ coi mà coi, rất là đã luôn nè. Nếu mà win thì chúng ta... Ui, ui nó nộ. Phản đam chết Gara rồi kìa anh em. Con đào nó nộ chúng con Hidan, phản đam chết luôn con Gara luôn. Vãi chuẩn nha, ngon. Đúng rồi, na đang bào máu con đào xuống nha anh em. Chết rồi, nó hồi máu lại rồi, kinh quá. Ây da, đúng rồi. Đang đặt 3 ấn, 4 ấn anh em ơi, đặt được 4 ấn rồi. Bây giờ đào hay là con cho ra nó đội xong, con Hidan mình gãy rồi. Khó chịu thế nhờ. Mất ấn rồi anh em. Đợi na gánh tim pha này thôi. Không gánh nổi luôn nè anh em, đánh không vô máu luôn kìa. Kèo này chắc phải có con Ginkaku vô anh em. Có Ginkaku vô may ra nó hút mỡ bớt được mấy con tăng cơ bên kia, xóa bớt mấy cái hiệu ứng hồi máu anh em. Đó chứ mà trông chờ cho con Hidan là coi như là mà cũng đuối nha. Ủa gãy nữa nè anh em. À, có đam đi. Ơ chết tôi rồi. Văn mất đam rồi anh em. Thua nữa nè. Ui, đam con na thôi nè, đam con Hidan nói chung là cũng ok, cao hơn Obito luôn nè. Obito dạo này khó được chơi game nha anh em, khó được chơi game đấy. Ôi, ôi ôi, ê, gãy mau ơi, gãy rồi, đây, thủ đơn nè, trời ơi kinh khủng quá. Ok win. Ê, cái gì 21 tỷ đam hả anh Hidan, gánh tim lên em ơi. Trời ơi nãy giờ em vùi dập anh quá, cuối cùng là anh cũng đã có tiếng nói anh em. Trời ơi, coi lại cái trận hồi nãy nha anh em. Anh Hidan gánh tim 21 tỷ đam, con Hidan này đánh nó cũng hên xui lắm em. Nó phải hồi sinh được nhiều một tí thì may ra chúng ta mới gọi là gánh được tim anh em. Còn mà nó hồi sinh được có một hoặc là hai lần rất là khó. Đó, phản đam là phải như vậy chứ. Đúng rồi, tự đánh tự phản đam luôn nha anh em. Trời ơi, anh em thấy không, nó bể luôn cái giáp ảo con cho ra bên kia. Là anh em biết cái lượng đam nó bị dồn vô rất là nhiều quá nha anh em, bể giáp ảo luôn mà. Nó ăn tới gần nửa cây máu của con đào luôn anh em. Đúng rồi,
đánh vô người khi đan nhiều vô một phát hồi sinh. Khi đan pha này mình nói là nó phải hồi sinh tới tận 3 lần lượng anh em, 3 lần lượng đó, 2 lần được kìa. Cho ra gãy, ui cho ra gãy, Obito gãy, chỉ còn mỗi thằng Na thôi. Trời ơi, pha này con Hidan gánh team cực kỳ ghê luôn nè anh em. Gãy hết mấy con carry rồi. Búp. Đó, vẫn chết đấy kìa. Trời ơi, xong rồi cái con quỷ đào này nó hồi sinh lại anh em. Quỷ đào này nó hồi máu cho anh em, nó hồi máu lại, đầy cái máu lại được kìa. Dồn biết bao nhiêu tâm huyết. Trời ơi là trời, ok. Sao? Pha này Na trời chắc cũng không chết ai đâu. Pha này chắc đào, đào nổ được nha anh em, đào nổ được đấy. Nổ là phải bể luôn cái giáp ảo luôn nha mới chết được nha anh em. Đây. Wow. Ôi Hidan nó hồi sinh lần thứ 3 nha anh em, lần thứ 3 rồi. Ôi, sao hồi sinh nhiều vậy? À không, hồi sinh cái gì? Cái con cho ra nó nhảy một cái chết con đào luôn kìa anh em. Ngon. Nó hồi sinh 4 lần là do ăn thêm cái hồi sinh của cụ nhất nha anh em. À cụ nhị. Vậy là lần thứ 4 nha anh em. Ai cha ơi, hồi sinh mát binh. Cho ra nó nổ một cái trúng con Hidan, chết Jiraiya với lại con đào luôn anh em. Là bên kia là coi như là chuẩn bị tinh thần rồi đấy. Trời ơi, nó quất một cái chết con cho ra luôn kìa. Má ơi bá đạo anh em ơi. Mới có 55 triệu máu thôi mà đánh cỡ đó rồi đấy. Lên được tiên thuật Goma, tiên thuật đồ các thứ đánh thì ai mà chịu nổi anh em. Đúng là cái con trâu đen này, si đen bé đen của mình đánh rất là ghê anh em. Nhiều trường hợp nó gánh đa, nó gánh tim như vậy là ổn áp luôn á. Rồi hồi sinh nè, nửa cây máu gara. Nổ đi, nổ nè, tự động chết luôn, tự nổ tự chết luôn anh em. Rồi bây giờ anh em thấy không, thằng Na nó đánh không vô đam luôn anh em. Chỉ có con quỷ Hidan này nó lỗi như vậy thôi. Rồi đợi con đánh vô mạnh lên, nổ đi. Này thì nè, đúng rồi, ôi anh em ơi, đánh nó phải như vậy chứ. 21 tỷ đam. Gánh nó phải gánh như vậy đó anh em, nó mới phê được. Trời ơi, quá đã. Có chiến thần leo thụ mới rồi mấy ông ơi. Mấy trận này thì dễ rồi nè. Qua được mấy cái trận này thì dễ rồi. Trận nào mà có vừa có đào mà vừa có con cho xa đó nè, em rất là khó chịu. Đây bên này có đào nè. Vừa có đào vừa có cho xa, nó vừa trâu mà vừa hồi máu nữa em, khó chịu lắm. Chà, cụ nhất này không chói được cái gì hết ta. Nãy con cho ra đúng nó bóp con đào bên kia luôn anh em. Pha này đánh vẫn chưa vô máu được tụi nó luôn kìa. Trâu quá. Đúng rồi, vô máu rồi đó anh em, bắt đầu vô máu rồi đó. Con quỷ đào nó hồi máu kinh thiệt. Đúng rồi, còn tướng giới hạn có khác. Để cho anh em đánh bỏ tướng giới hạn vô để em đánh như thế này chịu không thấu anh em nhờ. Nhưng mà thụ thì nó khó vậy anh em mới có tinh thần anh em đánh chứ nó dễ quá, bấm một cái qua thì nó đơn giản quá rồi đúng không anh em. Chết rồi, cho ra mình gãy rồi. Obito dạo gần đây cũng khá là khó để mà duy trì cái trận đấu anh em. Đầu tư nguyên cái bộ ấn đỏ cho em nó, bây giờ em nó là muốn ao ao rồi đó anh em ơi. Ra con Hidan này nó phản đam cho bị phản đam cho team mình đau quá. Mỗi lần mà nó phản kích lại đó anh em thì cái con Hidan đánh trúng con Hidan á thì nó phản lại mấy con bị dính ấn team mình nó chịu không nổi. Đúng rồi, con đào chết đứng rồi kìa anh em. Con quỷ sạc bên kia nó mà không có cái bất tử là coi như là gãy rồi đó. Rồi ok, nè, mất bất tử là lụm nè. Ủa Hidan mình còn sống không ta? Ui còn nha anh em, ui gì vậy?
Ok, còn nguyên thằng Na luôn. Hidan hồi nãy nó không hồi máu được, anh em biết tại sao không? Chắc là do Minato nó đánh đó anh em. Nó đánh nó giảm hồi máu của Hidan lại á. Rồi mấy cái này thì đơn giản nè ha anh em. Rồi cái này thì mình lia xíu là nó qua rồi. Để mình ráng cố gắng build cái team đi thủ đô đi, cứ nói hoài. Rồi cái anh em thì đó là cái video ngày hôm nay. Hôm nay quay thì nói chung là cũng y chang như là hồi tuần trước anh em ha. Vẫn lên được E4 nhưng mà thiếu một ít copy nữa để mình coi có lên được E5 hay là không. Tính sau nha anh em. Ok anh em, đó là video ngày hôm nay. Thấy hay hãy like giỏi kênh nha. Cảm ơn nhiều nha.